Liên quan đến vấn đề này thì như chúng ta nói thì có anh Nguyễn Hoàng Em ở ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời ở Cà Mau. Thì xin hỏi đặt thẳng vấn đề với thầy Phụng như sau. Xin nhờ thầy Phụng giải quyết giùm tôi. Lúa tôi được 20 ngày tuổi, đã đến thời điểm bón phân lần 2, nhưng vùng đất của tôi thì thuộc vùng trũng. Hàng năm cây lúa mùa hè thu hay bị đổ ngã. Vậy thì làm cách nào để hạn chế đổ ngã, bón như thế nào để lúa được phát triển trồi mạnh mà không đổ ngã khi lúa chín? Câu này xin mời phó đi tiến sĩ Mai Đình Phụng. Dạ, anh Nguyễn Mộng Hoàng em thân mến, cái vấn đề hạn chế đổ ngã đó, cái tổng thể nó có 8 cái giải pháp. Chúng tôi nói lướt qua, cái việc đầu tiên hết là phải có cái biện pháp làm đất để cái đất nó có một cái lớp tơi xốp, cái rễ nó có thể ăn sâu xuống. Thứ hai là chọn cái giống nó cứng cây, ít đổ ngã. Cái thứ ba đó rất là quan trọng, xạ thưa ra cây lúa nó có thời gian nó làm cái rễ, cái gốc hơn là nó vống lên nó làm cái thân, thành ra nó dễ đổ ngã. Vấn đề thứ tư là rất quan trọng là phải tạo điều kiện cho cái bộ rễ ăn sâu, tức là bón lót bằng bằng cái đầu trâu bằng phèn. Như vậy thì bà con biết là công ty cổ phần phân bón Bình Điền có cái loại phân bón lót đầu trâu bằng phèn, trong đó có chứa thứ nhất là 20% CO canxi, 14% silic, 14% lân và 4% đạm. Thành ra nên bón lót cái phân đầu trong bằng phèn là một giải pháp rất là thích hợp. Nó mình lo trước đó đi thì nó sẽ hợp lý, và kết hợp với những giải pháp là rút nước giữa vụ và bón phân đầu trâu TA1 đợt 1 7 tới 10 ngày, đợt 2 18 tới 2 ngày. Đó, và cái câu hỏi trực tiếp của anh là 20 ngày tuổi thì nên bón phân đầu trâu TA1, lượng bón ở cái mức là từ 100 cho tới 120 kg thôi. Trong khuyến cáo thì có thể bón 100 đến 150, nhưng chúng tôi khuyến cáo anh đất trũng, do đó nên bón liều thấp ở mức 100 tới 120 kg đầu trâu TA1 cho lúa 20 ngày tuổi. Và đặc biệt phải bón giá áo. Giá áo là sao? Trong cái ruộng của anh á, những cái chỗ lúa tốt á, là bón ít lại, rồi những cái chỗ gò, những chỗ hơi xấu đó thì bón đúng cái lượng khoảng 100 đến 120 kg một hecta như hồi nãy giờ đã hướng dẫn, thì nó sẽ tránh tình trạng đó là nhiều phân quá. Và rất là may mắn trong phân đầu trâu TA2 là nó có cân đối N với K và có trung vi lượng. Trong cái trung vi lượng đó nó có canxi, có magie đó, thành ra là nó giúp cho cân đối, giúp cho cây lúa nó không có phượt lá, nó không có dư đạm và nó tránh đổ ngã. Do đó cái việc bón phân không có thừa đạm là một giải pháp rất quan trọng, và bón ít phân lại và bón biết cách giá áo tùy theo cái thực trạng lúa sống lúa tốt trên cái đồng của anh là những giải pháp rất cần thiết để hạn chế đổ ngã. Và cái giải pháp tiếp theo là rút nước giữa vụ, mà ở Cà Mau thì tôi biết là đây là dùng nước trời rồi, thành ra là chúng ta trong mùa mưa hiện nay mưa đều rồi, không cần giữ nước trên ruộng, chúng ta cứ xả nước ra, nước trong cái tầng đất nó vẫn còn ẩm là đảm bảo nó hấp thu phân bón và cây lúa nó phát triển tốt. Nếu làm được như vậy thì nó sẽ rất là hay, và từ lúc cây lúa mà sau bón phân đợt hai trở đi thì bà con chúng ta cũng quan tâm đến cái vấn đề cái chế độ nước ở trong vùng đất Cà Mau, tức là miễn đất ẩm là được chứ không cần nó để nước nó ngập quá thì nó sẽ yếu cho cây lúa. Thành ra cái cách mà bón phân cân đối hợp lý, tránh bón thừa phân đạm, tăng cường chất trung vi lượng mà có sẵn luôn trong đầu trâu TA1, bón phân đợt 1 và đợt 2. Và đặc biệt giai đoạn đón đồng thì anh phải canh cái thời điểm là có cái tim đèn, kế đó là sử dụng cái bón phân theo kỹ thuật không ngày không số đó, sử dụng cái đầu trâu TA2 bón tùy theo màu sắc lá lúa của những cái chỗ khác nhau để gia giảm cái lượng bón từ 80 cho tới khoảng 150 kg đầu trâu TA2 tùy theo lúa xấu lúa tốt đó, đó thì nó sẽ hợp lý đó. Và nếu làm được như vậy thì cái vấn đề chống đổ ngã nó sẽ rất hay. Bón phân là theo phân chuyên dùng với cái cách nhìn trời nhìn đất nhìn cây mà bón như đã hướng dẫn. Đặc biệt trong phân Bình Điền có chú ý tới các yếu tố trung vi lượng, có chú ý đến các yếu tố hạn chế đổ ngã,
trong đó có lân, có canxi, có silic và có kali, thì đó là những giải pháp rất tốt. Chính vì vậy các nhà khoa học thường thường khuyến cáo bà con dân rằng bón phân thì phải chú ý nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây mà bón, kết hợp với người nông dân ra đồng thường xuyên, sử dụng phân bón chuyên dùng đầu trâu là những giải pháp rất tốt để hạn chế độ ngã, giúp anh thành công.